vừa đi ra ngoài đi chơi quanh Seoul với của mình đúng không? Thì hôm nay mình có hẹn với cả bạn mình đi ăn trưa ở gần Apu Trong. Đây là sẽ đưa mọi người đi chơi một ngày cùng mình luôn nhá. Hôm nay chúng tôi đi ăn quán này. Quán này hình như là mới mở nên là chúng tôi sẽ đi qua đây ăn thử coi như thế nào. Đi vô thôi, phải viết tên đây nữa. Ăn thử một cái quán Mexico coi như thế nào. Đây có happy hour 1+1 từ 5 giờ chiều đến 7 rưỡi tối. Đây là menu này, nhưng mà không có hình ảnh đâu mọi người. Để mọi người xem ở đây. Xong có thể vào web của hãng để xem menu, hoặc là ở trên quầy. Ở trên quầy cũng sẽ có menu. Kia, ở kia cũng có một cái menu có hình ảnh này. Một đèn Dusty Bride của chúng tôi. Hai miếng này của chúng tôi có giá là 12.000 đấy, giảm khoảng 12.000. Trông ngon quá. Đợi nốt một món ra rồi sẽ chụp một thể. Món cuối của chúng tôi. Namida. Món cuối cùng của chúng tôi. Ủa, cái này nhìn có vẻ ngon ngon nhỉ, kiểu giòn giòn ấy. Ý, đây một bàn chúng tôi hai con người ăn. Cái gì ở đây hay này. Cháu biết là chấm phải cái này sao? Cái chiếc này có ụ thịt ở trong luôn, nhiều thịt lắm. Chấm vô đây. Ăn vị y hệt như bánh mì sốt vang của nhà mình luôn. Dễ sợ. Cái gì đó? Chắc là dễ sợ. Dễ sợ. Tôi đi ăn trưa xong rồi và chúng tôi kêu no. Nhưng mà thủ tục thì vẫn phải có thêm một món dessert nữa mọi người ạ. Nên là đang đi đến một cái quán bánh churros ở đây thì nó cũng nổi tiếng. Nên là không biết là có được ăn không, tại vì là xếp hàng cũng căng thẳng đấy, cũng dài đấy. Đây, quán ngay trước mặt đây rồi. Ê, đây này. Cái quán này này mọi người này, cái quán này cũng là mới ở trong cái khu Apu Trong này. Hy vọng là sẽ có chỗ cho chúng tôi. Tin buồn. Chúng tôi đi vào trong đấy mọi người ạ. Thế là người ta bảo là nếu mà mua về thì đợi một tiếng. Mà ăn ở đấy thì phải lấy số xong đợi khoảng độ 3 đến 4 tiếng hiểu. Chúng tôi xỉu ngang rồi chúng tôi đi về. Đi ra Apu Trong để đi tìm quán khác ngồi còn hơn. Đang đi bộ quanh quanh cái khu này. Ôi, chúng tôi đi lượn đường. Nãy 3 giờ thì bạn mình có hẹn nên là thôi mình đi về, mình đi lên Miền Đông luôn. Tại tối nay mình cũng có đi ăn hẹn với cả bạn khác. Nên là mình không bận, mình qua lượn qua Miền Đông xong tí nữa mình đi qua Hai Đi Lao ở gần đây luôn. Quay một chút Miền Đông cho mọi người coi nhé. Lâu lắm rồi mình cũng không lên Miền Đông đấy. Đây, cái Hai Đi Lao này ở Miền Đông này thì hình như nó là cái chi nhánh chính, nghĩa là vườn thom của Hai Đi Lao luôn ấy. Thì hôm nay chúng mình sẽ ăn tối ở đây. Mình có hẹn bạn mình ở đây vì đang đợi bạn mình đến rồi. Hai Đi Lao Hàn xỉa. Còi nó có khác gì không? Đây, cái bánh mới này. Lấy cái đấy thử con. Bánh à, nó là bánh đúng không? Dessert thôi mà, mình ăn kiểu dessert đúng không? Sandwich với kết tôi gọi hay gì, cà chua với cả là nấm nhỉ, hai loại dễ ăn nhất. Chúng tôi không ăn chay mà chúng tôi có thịt.
thì chúng cháu tự làm. Thì của chúng tôi. Chưa trộn thì không. Qua lúc trộn nó mới đẹp. Phòng xong rồi vừa đi uống trà sữa. Thì bạn mình bảo là cái quán trà sữa này ở bên Đông ngon này, nên là đi uống thử coi. Mấy cái ống đựng trà ở đây ha, trông uy tín ghê. Vào cái cửa hàng ấy và phát là mùi thơm lắm luôn. Mùi trà thơm lắm. Menu kia một cốc siêu bự như này luôn mọi người. Cốc này còn giá là 7.000 à 6.000 6.700. Thì mình uống là cái gì nhỉ? Black sugar milk tea à? Với cả là thêm trân châu. Còn đây bạn mình uống cái gì đấy, trà gì đấy không biết, nhưng mà cốc xinh nè. Đây là cái nó này, cái quán này này. Cái này thì có hai cái ở hôm đêm ở đâu ở đây rồi, nhưng đông một cái còn tê một cái. Kết thúc một ngày đi chơi với cái bụng no căng xỉu luôn. Thôi đi về đây, hẹn gặp lại mọi người ở những vlog đi ăn uống ở Hàn Quốc nhé. Bye bye.